Xin chào mọi người, chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người mẫu Lenovo ThinkPad L380 nha mọi người. Đây là cái i5 Gen 8, RAM 8GB, SSD 256 và nó sạc Type-C. Sạc Type-C, ngõ kết nối Type-C, USB, HDMI rồi đầy đủ ha, dành cho giáo viên hay là dân mình làm sự kiện đồ vậy đó mọi người. Cũng đầy đủ các ngõ kết nối. Mẫu máy được sản xuất năm 2019 đó mọi người. Cái cấu hình nè, i5-8250U, Gen 8 này nó 8 CPU nha mọi người, RAM 8GB. Cái RAM này mọi người về sau này mọi người muốn nâng cấp thì có thể nâng cấp lên 16GB. Ok. Và chip series nó sản xuất năm 2019 ha. Màn hình đó là màn hình này là màn hình HD, không phải Full HD, nhìn nghiêng là vẫn thấy rõ được mọi người. Và màn hình không có một cái lỗi lầm gì hết. Đặc biệt pin nó là tầm 3 giờ, hơn 3 giờ nha mọi người, pin hơn 3 giờ á. Màn hình là 13.3 inch, có đầy đủ webcam. Phím này thì phím nó có bị bóng á mọi người. Nó bóng và mình đã dán phím, đã dán ký tự quốc tế. Ok hết trơn rồi, mình dán vô để không có bị mờ một cái chữ nào luôn, nhưng mà có bóng một vạt ở cái gần này là nó bóng á mọi người. Không có ảnh hưởng gì hết. Mình đã dán lại. Dán thì nhìn nó đẹp hơn và nó đúng khuôn như thế này nè mọi người ha. Đây. Đó. Bàn re chuột thì cũng ok, góc cạnh không có bị mòn, nhưng mà máy thì như mình quay đây, cái chữ ThinkPad này nó hơi mờ nha mọi người, nó mòn á, rồi đã thấy là nó mòn đó. Cái này là cái đường mà giống như là nó hằn lên, nó khi mà gập xuống thì cái phía ở trên này nè nó gập xuống này nó dính vô nên nó hằn thôi, chứ không vấn đề gì hết. Máy là hoạt động hoàn hảo. Mà giá thì là rẻ nữa mọi người, một con Gen 8 mà nếu mà nói về là xài ok là nó là xài cực kỳ trâu bò luôn. Pin vừa trâu mà xài không dễ gì mà hư mọi người. Cái dòng này là cái dòng mà siêu bền, vỏ nhôm, nhưng cái vỏ thì có bị trầy xấu và cái nhược điểm là nó chỉ là xấu cái ngoại hình thôi. Như thế nào thì mình sẽ chỉ sau đây. Và giá thì chỉ có 3,5 triệu à mọi người cho con Gen 8 mà màn hình 13.3 inch. Cái phần này là nó có bị nứt nha mọi người, nứt nè. Cái dòng này thì nó về là nó hay bị nứt, tại vì cái tấm ở phía trên này nè mọi người nè, khi mà cái đây là một cái tấm, cái người ta hay gọi là cái mặt gì đó, mặt B đó, đây này nó mỏng lắm, nó không có liên quan gì tới cái máy hết. Và nẹp vô thì cái chỗ này là do vận chuyển về nên là nó có nứt thôi, hai bên như thế này, nó nứt cái vỏ cái tấm nẹp này thôi, rất là mỏng, không có ảnh hưởng gì tới bản lề hay gì hết nha mọi người, không, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết. Nó chỉ là cái tấm mỏng ở trên thôi, mình sử dụng vẫn rất là cứng cáp. Nhưng mà nó có nứt như vậy thì nhìn nó hơi xấu, đó là như vậy. Cái tấm đó nó mỏng lắm mọi người, gỡ ra là một cái tấm rất là mỏng, mỏng như giấy vậy thôi và nẹp vô thôi. Và ở bên ngoài đây là vỏ nhôm có xấu như thế này. Đây có trầy xước. Có trầy xước ha. Đây là cái dòng mà vỏ nhôm và nó sơn đen. Đây có trầy mòn. Góc cạnh rồi có trầy mòn, dành cho ai mà gọi là mua con trâu để cày á mọi người, đi sự kiện mình không quan tâm tới cái ngoại hình lắm, hoặc là mình về mình dán carbon. Bây giờ ThinkPad nó có nhiều cái tấm dán lắm, dán carbon hay là dán đen hay làm gì đó, hoặc là mọi người gọi là bùa cái chỗ này lại, mình lấy cái miếng sơn đen mình quét sơ sơ mấy chỗ này để cho nó đẹp thôi, là vậy đó. Đại khái là vỏ nó xấu à, còn máy là zin đét luôn mọi người ha. Các ngõ kết nối thì nãy đầu video là mình có quay rõ ràng cho mọi người rồi. Cái này á thì ngõ kết nối nó đầy đủ, mà nếu như mà dân làm sự kiện mà thiếu cái ngõ mạng LAN, hôm giờ mình cũng thấy có nhiều người là muốn minh hình bắt nhưng mà cần phải có cái ngõ mạng LAN đó, thì cái này cũng rất là hay luôn. Đây là một cái hub của ThinkPad xịn zin từ Nhật về đây mọi người, và nó cắm vô cái ngay cái chỗ này luôn nè. Cái ngõ này mà bình thường mình kêu là mình không biết cái ngõ gì á, cắm vô đây là nó sẽ ra được cái mạng LAN này mọi người nè, là phù hợp với lại dân công trình, dân đi làm nhạc rồi đó, người ta thích cái dòng này lắm luôn. Người ta phải có cái ngõ mạng LAN cho người ta nữa, vừa có HDMI nè, rồi có mạng LAN. Đây mọi người có USB thì mình sẽ coi như là cái này á là mình chia cho mọi người là giá 150.000, tại vì là mình cũng mua về, mọi người mình mua từ Nhật về chứ hoàn toàn là không, giá thì giá máy là kèm với sạc, còn cái này á là cái
cái của Thinh Bắc Lưu Dinh, chứ không phải là của những cái dòng không thương hiệu trên thị trường rồi đâu đó, mà mình mua cũ lại đó. Ở bên Nhật thì mình chia cho mọi người 150.000 nếu ai cần ra cái ngõ Mạn Lan. Thật sự thì ít người cần lắm, chỉ có những người làm sự kiện thôi thì mới cần. Đây ha, là thêm 150.000 nữa là sẽ thành 3.650.000. Còn nếu mà mọi người mà lấy máy không và sạc thôi, như bình thường mình bán thì chỉ có 3.500.000 thôi. Ai chốt thì inbox mình ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình.